tính thả với kép nha. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Blog Dạo và Đi Săn Tính của kênh YouTube nha bạn. Xe khá nha. Là chúng mình đã không không có nha, không có chân. Chỗ này đông thế nhỉ? Okay. Yếu lắm rồi đấy, chú anh. Chú yếu lắm rồi đấy. Watch out. Mark the location. Thằng bút ghi đâu ta? Thằng bút ghi chạy qua đấy luôn à? Sao lại có con Dacia xanh ở trong đầu này? Watch out. Quay lại đây. Bắn chính ở đây luôn này. Rồi, có đam đầu rồi. Rồi. Lốc 2 luôn anh em ơi. Lốc 3 rồi đó. Hey, mấy cái đống dơm này. Thế là ức chế ở ngoài cánh đồng. Watch out. Không hết rồi. Rời tim thằng này. Ai ăn ra đâu. Thế nào. Làm cốc bia đây chứ nhỉ. Ở đây ngoài này đã nghe cái view đẹp như thế này. Mày để cái bàn vào đây cho người ta mấy anh em ra ngồi uống bia chứ nhỉ. Bây giờ em ngồi xổm như là ngồi ít ý thế này uống bia chứ. Cái ông này. Dạ,
xe người ta đánh công ra đây để người ta đi đi lại, bắn mất cái lốp của người ta rồi. Một dị quá anh em ạ, phải ra đây dị ra. Đây, ủa, ông nào đấy, ông nào gian tính đấy. Số à, sẽ làm nhiệm vụ kia. Ôi ủa, ôi ủa anh em ạ, ôi ủa cho nó lịch sự. Ôi giời ơi, chụp lấy góc. Ôi nay mà ủa thì đúng rồi, mát hết cả, không biết. Khối phần lớn của ông em số 4 này nè, AMR ạ. Đang đi rửa, đang đi rửa. Chết xe bây giờ. Đông rồi. Thôi cứ đả cho ông đi. Nhân lên bờ chuẩn đi nè. Đi khi ra đây, qua ra đây, view đẹp đi ngay. Ui lửa này. Watch out! Ảo ma! Mark the location. Mark the location. Suka. Máy. Này, đứng múa này, bắn em ơi, chết rồi. Ôi giời, bỏ vào bo đi, không vào mấy ông này. Mấy ông này bắn dụ dụ cho người ta vào bo. Bắn như thế thì đến bố người ta không dám vào bo đấy. Mark the location. Đứng múa đi, múa đi. Gọi ra vào đi. Anh em mời nhau cốc bia xem nào. Đánh nhau làm gì. Cuối trận rồi. Không cứ bắn là mầm 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 thế này. Đến bố cụ nó còn ra vào đây à? Ra đây rồi xem nào. Ngoan cố à? Ra không? Ngoan này không bắn đâu mà. Ra đây đi. Đừng bắn nữa. Mấy ông đừng bắn nữa. Bắn rồi bắn tát 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 để cho người ta ra. Bắn thì cứ nhập vào đầu bắn đi. Mark the location. Đạn nó hơi xèo xèo. Người ta thì đến bố nó không dám ra. Cứ bắn nó thế thì bố nó không dám vào. Đi bạn ơi. Không ra ồ à. Chết bo rồi. Bơm máu à. Ồ à, cái bo này bơm máu là sao mày chịu lắm. Ồ, thầy chủ à. Thầy chủ bơm máu à. Vận động viên à. Không ra, nhất quyết không ra, ngoan cố mày. Số 2 chết bo rồi. Ơ kìa. Thế thì ra là phải bắn chết rồi, như này thì máu nào mà chịu được. Bơm được cái nhỉ. Ai xa, 207m vẫn được cứu quấy nha bạn. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.